Jeremy đoạn 31. Những người bị lưu đày được hồi hương. Vào lúc đó, Chúa phán: Ta sẽ là Đức Chúa Trời của tất cả các gia tộc Israel, và chúng sẽ là dân ta. Chúa phán thế này: Những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm sẽ tìm được ân huệ trong đồng hoang. Ta đã đến để ban cho Israel được nghỉ ngơi. Chúa của thời xa xưa đã hiện ra với tôi phán bảo: Ta đã yêu thương ngươi bằng một tình yêu đời đời. Vì thế ta sẽ tiếp tục bày tỏ lòng thành tín của ta đối với ngươi. Ta sẽ xây dựng ngươi lại, và ngươi sẽ được xây dựng lại. Hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ trang điểm cho mình bằng những trống cơm, và đi ra nhảy múa vũ điệu của những kẻ vui mừng. Ngươi sẽ trồng các vườn nho trở lại trên các dãy núi ở Samari. Những kẻ trồng trọt sẽ trồng trọt trở lại, và chúng sẽ vui mừng hưởng hoa lợi mình. Vì sẽ có ngày những kẻ canh gác sẽ hô hào trong miền đồi núi Ép-ra-im rằng: Hãy đến, chúng ta hãy đi lên Si-ôn, đến với Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta. Vì Chúa phán thế này: Hãy lớn tiếng vui ca cho Gia-cốp, khá trội tiếng ca vang cho thủ lãnh các quốc gia. Hãy tuyên bố, hãy chúc tụng và hãy nói: Lạy Chúa, xin giải cứu dân Ngài, những người còn sót lại của Israel. Này, ta sẽ đem chúng từ đất Bắc trở về. Ta sẽ gom nhóm chúng từ những miền xa xăm tận cùng trái đất. Trong số chúng sẽ có những kẻ mù và kẻ què, có những kẻ tay bế con thơ và những kẻ chuyển bụng lâm bồn. Chúng sẽ họp nhau thành một đoàn người đông đúc, và chúng sẽ trở về đây. Chúng sẽ đến với nước mắt vui mừng. Ta sẽ dẫn chúng về giữa những lời cầu nguyện. Ta sẽ dắt chúng đi dọc theo những dòng nước, trong một con đường bằng phẳng để chúng không vấp ngã. Ta sẽ dẫn chúng về giữa những lời cầu nguyện. Ta sẽ dắt chúng đi dọc theo những dòng nước, trong một con đường bằng phẳng để chúng không vấp ngã. Vì đối với Israel, ta là cha, và với Ép-ra-im là con trưởng của ta. Hỡi các quốc gia, hãy nghe lời của Chúa. Hãy công bố về nó cho những ai ở các hải đảo xa xăm, rằng đấng tung rải Israel ra sẽ gom nhóm nó về. Ngài sẽ chăn giữ nó như người chăn bầy chăn giữ đàn chiên. Vì Chúa đã cứu chuộc Gia-cốp, Ngài đã chuộc mua nó khỏi tay những kẻ quá mạnh đối với nó. Chúng sẽ đến và reo mừng trên đỉnh Si-ôn. Mặt mày ai nấy đều rạng rỡ vì lòng tốt của Chúa. Nào lúa gạo, rượu và dầu, nào các con nhỏ của đàn chiên và đàn bò, linh hồn chúng vui thỏa như vườn được tưới nước, và chúng sẽ không bao giờ sầu não nữa. Các thiếu nữ sẽ vui ca nhảy múa, các thanh niên và các bô lão sẽ hớn hở vui mừng. Ta sẽ biến nỗi sầu thảm của chúng thành niềm vui. Ta sẽ an ủi chúng và làm cho chúng vui vẻ thay cho âu sầu. Ta sẽ cho linh hồn các tư tế của chúng no nê với thức ăn béo bổ. Con dân ta sẽ no thỏa với phước hạnh dồi dào của ta. Chúa phán thế này: Người ta nghe có tiếng ai oán ở Rama, tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương, tiếng ra trên than khóc các con nàng. Nàng từ chối không để ai an ủi nàng về các con nàng, vì chúng không còn nữa. Chúa phán thế này: Đừng khóc nữa, hãy lau khô giọt lệ trên mi, vì những gì ngươi làm sẽ được ban thưởng. Chúa phán: Chúng sẽ từ xứ của kẻ thù trở về. Tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng. Chúa phán: Con cái ngươi sẽ trở về lại đất nước của chúng. Thật vậy, ta nghe có tiếng rên rỉ của Ép-ra-im. Ngài đã sửa phạt con, và con đã nhận sự sửa phạt. Con vốn như con bò tơ chưa hề bị mang ách. Xin đem con trở về. Xin cho con được trở về. Vì Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời của con. Sau khi con bỏ đi, con đã ăn năn. Sau khi con tỉnh ngộ, con đã tự đập lấy đùi mình.
con cảm thấy xấu hổ và lấy làm hổ thẹn vì phải mang lấy sự xấu hổ về những việc mình làm lúc tuổi thanh xuân. Ép-ra-im há chẳng phải là con trai yêu quý của ta sao? Nó chẳng phải là đứa con ta yêu thích sao? Dù ta thường phàn nàn về nó, ta vẫn luôn nhớ thương nó khôn nguôi. Thật vậy, lòng ta bồi hồi xúc động vì nó. Dĩ nhiên ta sẽ bày tỏ lòng thương xót đối với nó. Chú phán, ngươi hãy chuẩn bị các bản chỉ đường cho sẵn sàng. Hãy làm cho mình các cột để dựng các bản chỉ đường. Hãy nghiên cứu kỹ đại lộ, tức con đường ngươi đã đi qua. Hỡi trinh nữ Israel, hãy trở về. Hãy trở về những nơi này, các thành của ngươi. Ngươi còn chần chừ bao lâu nữa? Hỡi đứa con gái ngỗ nghịch không vâng lời kia. Vì Chúa đã làm một việc mới trên đất. Một người đàn bà vây lấy một người đàn ông. Chúa các đạo quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: những người sống trong xứ Juda và trong các thành của nó sẽ sử dụng lại những lời chúc này khi ta tái lập vận mạng nó. Cầu xin Chúa ban phước cho ngươi. Hỡi nơi ở của sự công chính, hỡi núi thánh, Juda và các thành của nó sẽ sống với nhau trong xứ đó. Các nông dân và những người du mục chăn các đàn súc vật của họ cũng làm vậy. Ta sẽ làm cho những kẻ mệt mỏi được phục hồi sức lực, những kẻ ngã lòng được bồi bổ tâm linh. Đến đây, tôi chợt thức giấc. Tôi nhìn quanh và cảm thấy giấc ngủ của tôi thật êm đềm. Này những ngày đến, Chúa phán, ta sẽ gieo trong nhà Juda và nhà Israel những hạt giống của loài người và những hạt giống của thú vật. Giống như khi ta trông coi, việc nhổ chúng lên, đập tan chúng, lật đổ chúng, tiêu diệt chúng và giáng họa cho chúng thể nào. Ta cũng sẽ trông coi việc xây dựng chúng và trồng chúng xuống trở lại thể ấy. Chúa phán, trách nhiệm cá nhân. Trong những ngày ấy, chúng sẽ không còn nói: cha mẹ ăn nho chua mà con cái bị ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội của mình. Kẻ nào ăn nho chua, kẻ ấy sẽ bị ghê răng. Giao ước mới. Này, những ngày đến, Chúa phán, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới. Nó sẽ không như giao ước ta đã lập với tổ tiên chúng trong ngày ta nắm tay chúng, đem chúng ra khỏi đất Ai Cập. Đó là một giao ước mà chúng đã bội ước, mặc dù đối với chúng ta là người chồng. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày ấy. Chúa phán, ta sẽ đặt luật pháp ta trong tâm trí chúng. Ta sẽ ghi chép nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ là dân ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau hay nói với nhau: hãy biết Chúa, vì tất cả chúng đều biết ta, từ kẻ nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Chúa phán, vì ta sẽ tha thứ tội của chúng và sẽ không nhớ đến tội của chúng nữa. Chúa phán thế này: đấng ban ánh sáng cho mặt trời ban ngày và ấn định trật tự của mặt trăng và các vì sao để tỏa sáng ban đêm. Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét. Chúa các đạo quân là danh Ngài. Khi nào các định luật ấn định cho các tinh tú bị chấm dứt trước mặt ta? Chúa phán, bây giờ dòng dõi của Israel mới vĩnh viễn không còn là một quốc gia trước mặt ta. Chúa phán thế này: nếu các tầng trời trên không gian cao kia có thể được đo hết, và nếu tất cả các nền của trái đất bên dưới có thể được dò thấu, ta sẽ bằng lòng loại bỏ tất cả dòng dõi Israel vì mọi điều chúng đã làm. Chúa phán, Jerusalem được nới rộng. Này những ngày đến, Chúa phán, kinh thành sẽ được xây dựng lại cho Chúa, từ tháp Hananên cho đến cổng gốc. Dây đo sẽ kéo ra xa hơn, chạy thẳng đến đồi Garep, rồi quay về hướng Goa. Toàn thể thung lũng dành để chôn các tử thi và đổ tro hỏa táng. Tất cả các cánh đồng chạy dài đến khe Kidron, đến gốc của cổng ngựa về hướng đông sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa.
thành ấy sẽ không bao giờ bị nhổ lên hay bị lật đổ nữa. Jeremy đoạn 32. Jeremy mua cánh đồng. Có lời của Chúa đến với Jeremy vào năm thứ 10 của triều đại Zedekiah vua Juda, tức năm thứ 18 triều đại Nebuchadnezzar. Lúc đó quân đội của vua Babylon đang bao vây Jerusalem và tiên tri Jeremy đang bị giam trong doanh trại của đội quân thị vệ của vua Juda, bởi vì Zedekiah vua Juda đã ra lệnh giam ông ở đó. Số là Zedekiah nói: tại sao ông nói tiên tri và bảo rằng Chúa phán thế này: ta sẽ ban thành này vào tay vua Babylon và hắn sẽ chiếm lấy thành. Zedekiah vua Juda sẽ không thoát khỏi tay quân canh đê, nhưng chắc chắn sẽ bị trao vào tay vua Babylon. Nó sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn, mặt đối mặt. Hắn sẽ bắt Zedekiah đem qua Babylon và nó sẽ cứ ở đó cho đến khi ta thăm viếng nó. Chúa phán: vì thế việc các ngươi chiến đấu chống lại quân canh đê sẽ thành công sao? Jeremy nói: có lời của Chúa đến với tôi. Hanamen, con của Sanlung, chú của ngươi sẽ đến gặp ngươi và nói: xin anh mua cánh đồng của em ở Anathoth đi, vì anh là người có quyền mua nó. Quả đúng y như vậy. Hanamen, người em chú bác của tôi đã đến thăm tôi trong doanh trại của đội quân thị vệ, y như lời của Chúa đã phán. Và chú ấy nói với tôi: xin anh mua cánh đồng của em ở Anathoth trong lãnh thổ của chi tộc Benjamin, vì quyền được mua và làm chủ cánh đồng đó thuộc về anh. Xin anh mua nó cho anh đi. Bây giờ tôi biết chắc đó là lời của Chúa. Vậy tôi mua cánh đồng ở Anathoth của Hanamen, em chú bác của tôi. Tôi đã cân tiền và trao cho chú ấy, cả thảy là 17 shekel bạc. Tôi đã ký giấy chủ quyền, nhờ đóng ấn thị thực vào, nhờ người ký vào làm chứng và cân bạc trả tiền. Sau đó tôi lấy giấy chủ quyền có ghi rõ các điều khoản niêm phong lại và cũng làm một bản sao nữa. Đoạn tôi trao văn tự mua bán ấy cho Baruch, con của Neria, quê ở Matsea, trước mặt Hanamen, em chú bác của tôi, trước mặt các nhân chứng đã ký tên vào giấy chủ quyền và trước mặt mọi người Juda đang ngồi chứng kiến trong doanh trại của đội quân thị vệ. Trước mặt những người ấy tôi ra lệnh cho Baruch rằng: Chúa các đạo quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, hãy đem các văn kiện pháp lý này, tức bản chính và bản sao giấy chủ quyền bất động sản, cất chúng vào một cái hũ sành, để chúng có thể được giữ khỏi bị hư lâu ngày. Vì Chúa các đạo quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: nhà cửa, ruộng rẫy và vườn nho sẽ lại được mua bán trong xứ này. Cầu xin được thông hiểu. Sau khi tôi trao giấy chủ quyền cho Baruch, con của Neria, tôi cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa hằng hữu, kìa, chính Ngài đã dựng nên trời và đất bằng quyền năng lớn lao và bằng cánh tay đưa ra của Ngài. Không có việc gì Ngài chẳng làm được. Ngài bày tỏ lòng nhân từ với muôn ngàn người và báo trả tội lỗi của ông bà, cha mẹ trên con cháu họ. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng vĩ đại. Danh Ngài là Chúa các đạo quân. Ý định Ngài thật lớn lao. Công việc Ngài thể hiện quyền năng diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của con cái loài người để báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ và tùy theo kết quả của việc họ làm. Ngài đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ trong đất Ai Cập mà cho đến ngày nay người ta vẫn nhớ. Trong Israel và giữa mọi người trên đất, Ngài đã làm danh Ngài được tôn kính như đã thấy ngày nay. Ngài đã đem dân Israel của Ngài ra khỏi đất Ai Cập bằng những dấu kỳ và phép lạ, bằng bàn tay quyền năng và cánh tay đưa ra thực hiện những việc khủng khiếp kinh hoàng. Ngài đã ban cho họ xứ này,
xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ tiên họ, một xứ đượm sữa và mật. Họ đã vào và chiếm lấy xứ ấy, nhưng họ chẳng vâng theo tiếng Ngài hay đi theo luật pháp Ngài. Họ chẳng làm theo những điều Ngài dạy bảo họ phải làm. Vì thế Ngài đã cho tai họa này xảy đến trên họ. Kia là những ụ đất tấn công thành, chúng đến để chiếm lấy thành. Vì gươm giáo, nạn đói và ôn dịch, thành sẽ bị trao vào tay người canh đê, những kẻ công phá nó. Những gì Ngài đã phán đều xảy ra như Ngài đang thấy. Lạy Chúa hằng hữu, Ngài đã phán với con: hãy lấy tiền mua cánh đồng và tìm những người làm chứng. Thế nhưng thành lại bị trao vào tay người canh đê. Lời hứa về sự hồi hương. Bây giờ có lời của Chúa đến với Giê-rê-mi: này, ta là Chúa, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, có điều gì quá khó cho ta chăng? Vậy nên Chúa phán thế này: này, ta sẽ ban thành này vào tay người canh đê, vào tay của Nebuchadnezzar vua Babylon. Nó sẽ chiếm lấy thành ấy. Người canh đê sẽ đánh hạ thành này. Chúng sẽ đến phóng hỏa thành và thiêu rụi nó. Chúng sẽ thiêu rụi những nhà mà dân thành đã dùng sân thượng để dâng của tế lễ cho ba anh, và đổ rượu dâng của lễ quán cho các thần khác, khiến cho ta nổi giận. Bởi vì dân Israel và dân Juda đã làm những điều tội lỗi trước mặt ta từ khi chúng lập quốc đến giờ. Và bởi vì dân Israel chỉ chọc giận ta bằng những việc do tay chúng làm ra. Chúa phán: từ ngày thành này được dựng nên cho đến nay, nó cứ liên tục chọc cho ta giận và phải nổi cơn thịnh nộ. Cho nên ta sẽ dẹp bỏ nó cho khuất mắt ta. Thật vậy, dân Israel và dân Juda đã làm mọi điều tội lỗi để chọc giận ta, tức chúng, các vua của chúng, các quan của chúng, các tiên tri của chúng, các tư tế của chúng, dân Juda và dân cư Jerusalem. Chúng đã xây lưng lại với ta, chứ không quay mặt hướng về ta. Dù ngày nào ta cũng kiên trì dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe. Để ghi nhận sự chỉ bảo của ta, chúng đem những thần tượng gớm ghiếc dựng lên trong nhà được gọi bằng danh ta, và làm cho nhà ấy ra ô uế. Chúng xây những nơi cao để thờ phượng ba anh trong thung lũng của con trai Hinnom, và để dâng các con trai và các con gái của chúng cho Molech, và khiến cho Juda phạm tội, dù ta không hề sai bảo chúng. Và ta cũng chẳng hề nghĩ rằng chúng sẽ làm những việc gớm ghiếc như thế. Vì thế bây giờ, Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này về thành này mà các ngươi nói: nó bị trao vào tay của vua Babylon bằng gươm giáo, nạn đói và ôn dịch. Này, ta sẽ gom nhóm chúng về từ những xứ mà ta đã xua chúng đến trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ và trong cơn cực kỳ phẫn nộ của ta. Ta sẽ đem chúng về lại nơi này, và ta sẽ cho chúng được an cư lạc nghiệp ở đây. Bây giờ chúng sẽ là dân ta, và ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng và một đường lối, để chúng sẽ kính sợ ta luôn luôn. Hầu chúng sẽ được phước, và con cháu của chúng sau này sẽ được phước. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời rằng: ta sẽ không ngừng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng chúng, để chúng không lìa bỏ ta nữa. Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng, và ta sẽ lấy sự thành tín mà hết lòng và hết linh hồn trồng chúng xuống trong đất này. Chúa phán thế này: như ta đã đem mọi tai họa giáng trên dân này, ta cũng sẽ đem mọi phước hạnh ta đã hứa để ban cho chúng. Ruộng vườn sẽ được mua trong xứ này, nơi các ngươi bảo rằng đó là xứ hoang vu không người và không súc vật ở, một xứ đã bị phó vào tay dân canh đê. Người ta sẽ lấy tiền mua ruộng tậu vườn. Các giấy chủ quyền sẽ được ký tên, đóng dấu và thị thực trong đất Benjamin, trong các miền chung quanh Jerusalem, trong các thành của Juda, trong các thành trên các cao nguyên, trong các thành dưới các thung lũng, và trong các thành ở miền Nam
vì ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của chúng trở về. Chúa phán: